Mới đây, khoa sơ sinh tại bệnh viện tại Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận cấp cứu điều trị cho cặp song sinh NTA và NHA bị xuất huyết tiêu hóa. Được biết, hai trẻ được sinh ở tuần thai 38 tuần 2 ngày, cân nặng lần lượt là 2.400g và 2.440g, hồng hào khóc to khi sinh. Tuy nhiên, sau sinh 18 tiếng, hai trẻ có biểu hiện nôn ra nhiều máu đỏ tươi, máu cục kèm ít máu nâu hai trẻ nhanh chóng được chuyển đến khu vực hồi sức sơ sinh, được nhịn ăn hoàn toàn, truyền dịch kháng sinh, làm xét nghiệm đánh giá tình trạng nhiễm trùng, rối loạn đông máu, thiếu máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy hai trẻ có tình trạng thiếu máu nặng, bắt đầu có dấu hiệu rối loạn tuần hoàn. Hai trẻ được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa do viêm ruột và được điều trị hồi sức tích cực, liệu pháp oxy, đặt huyết áp động mạch xâm lấn để theo dõi huyết áp liên tục, dùng thuốc vận mạch, điều chỉnh rối loạn đông máu, rối loạn toàn kiềm. Sau 5 ngày hồi sức tích cực, sức khỏe hai trẻ bắt đầu ổn định, các thông số trong giới hạn bình thường, hai trẻ bắt đầu được bố mẹ trở lại. Các bác sĩ cho biết, dị ứng sữa, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, vệ sinh không đảm bảo đều có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa ở trẻ sơ sinh. Mặc dù hiếm gặp, nhưng xuất huyết tiêu hóa ở trẻ sơ sinh lại diễn biến rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Hai trẻ song sinh trong trường hợp này rất may mắn đã được phát hiện và điều trị tích cực sớm, sức khỏe hai trẻ đã ổn định. Qua đây các bác sĩ khuyến cáo, trẻ sơ sinh cần được bú mẹ hoàn toàn càng sớm càng tốt sau sinh. Những trường hợp bệnh lý cần ăn sữa công thức theo chỉ định của bác sĩ, cần lựa chọn những loại sữa dành cho trẻ sơ sinh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và phải pha sữa đúng liều lượng, đúng cách theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo vệ sinh khi chăm sóc trẻ. Nếu trẻ sơ sinh có bất kỳ biểu hiện bất thường nào như đã nói ở trên, cha mẹ cần đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế có chuyên khoa sơ sinh để được theo dõi sát các triệu chứng cũng như thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.